cơm thì cũng phải ăn. Thu Phong Ngô ăn đặc biệt nhiều hơn mọi hôm. Ăn bữa này rồi, bữa tới không biết là còn phải đợi đến chừng nào mới được ăn. Y hy vọng Cao Lập cũng ăn nhiều đi tí đỉnh. Nhưng mà Cao Lập cứ mãi nhìn sang song song, ánh mắt quy đầy vẻ ưu tư. Hiện nhiên Y có vô số chuyện muốn hỏi Thu Phong Ngô, nhưng lại không thể hỏi được trước mặt song song. Trên bàn ăn chỉ có mình song song là sung sướng, càng biết ít bao nhiêu, đầu não ưu tư càng ít chừng đó. Vì vậy có lúc không biết gì lại là điều hạnh phúc. Song song bỗng hỏi, sao hôm nay Cao Huynh không uống rượu vậy? Thu Phong Ngô gượng cười nói, <cười> chỉ có bậm rượu thứ thiệt, ờ, mới sáng sớm đã uống rượu mà thôi. Song song hỏi, Cao Huynh còn chưa phải là bậm rượu thứ thiệt nữa sao? Thu Phong Ngô liền nói à, May mà còn chưa phải đâu Song song cúi đầu Bỗng lại hỏi nho nhỏ Còn nếu rượu mừng Thì làm sao đây Thu Phong Ngô trong lòng Bỗng như là bị một mũi kim đâm vào Rượu mừng Không phải bọn họ vốn đang chờ uống rượu mừng Của Cao Lập hay sao Y ngẩng đầu lên Lập tức phát hiện ra bàn tay của Cao Lập đang run dày Gương mặt của Y trắng bạch như là tờ giấy không còn rượu mừng nữa rồi, không còn gì cả, chỉ còn máu, không chừng là máu người khác, không chừng là máu của mình, máu chảy không ngừng. Bàn tay mình đã dính phải chút máu tanh, cả một đời vĩnh viễn chỉ còn lặn lộn trong vũng máu tanh. Gương mặt song song thì đã đỏ lên, đỏ lên vì hạnh phúc và xấu hổ. Cô cúi đầu nói nho nhỏ, "Lúc nãy, lúc nãy huynh nói với tôi, huynh ấy nói mọi người cũng đều biết cả rồi. Thu Phong Ngô ngơ ngác nói, ờ, chúng tôi đều biết cả rồi. Song Song đỏ mặt, nhèn miệng cười nói, tôi ngỡ tôi ngỡ mọi người nhất định sẽ chúc mừng chúng tôi chứ? Thu Phong Ngô liền cười nói, đúng vậy, cung hỉ, cung hỉ. Y cảm thấy miệng của mình đắng ngắt, nuốt vào cũng nuốt không xong, mà nhổ cũng nhổ không được. Y biết trong lòng Cao Lập còn khổ hơn y nhiều. Song song nói, "Nếu đã có chuyện đáng mừng như vậy, tại sao các huynh còn chưa chịu uống rượu?" Cao Lập bỗng đứng dậy nói, "Ai nói là chúng tôi không uống rượu? Được rồi, để tôi đi lấy rượu đây." Song song nhẹn miệng cười nói, "Hôm nay tôi cũng uống một chút. Trước giờ tôi chưa bao giờ được sung sướng như là hôm nay." Cao Lập liền nói Đúng vậy Huynh cũng chưa bao giờ được sung sướng như là ngày hôm nay Tuy đã đứng dậy rồi Thân hình vẫn còn cứng đờ ra đó Thi thể trong sân chưa kịp chôn cất Dưới ánh mặt trời Từ từ qua quắp khô queo lại Những kẻ đang truy sát họ Bây giờ đang trên đường Tùy thời tùy lúc đều xuất hiện Sinh hoạt bình an hạnh phúc của cô Chớp mắt sẽ bị hủy diệt nhưng cô thì đang sung sướng hơn bao giờ hết. Cao Lập cảm thấy mặt mày lạnh ngắt, nước mắt trào ra hai bên má, chậm chậm chảy xuống. Thu phòng ngồi hiện tại, thật tình là không nỡ nhìn vào gương mặt của Cao Lập, cũng không nỡ nhìn song song. Y sợ mình nhìn vào rồi, cũng phải khóc luôn. Kim Khai Giáp nãy giờ đang mải ăn, nuốt từng miếng từng miếng, bỗng đặt đũa xuống, đứng dậy nói. Ta phải ra ngoài một chút. Thu Phong ngô hỏi, ông tính đi đâu? Thật ra là y chẳng cần phải hỏi, dĩ nhiên là y biết Kim Khai Giáp đang tính giúp bọn họ đánh nhau với những người kia. Kim Khai Giáp nói, thì ta ra ngoài long vòng một chút. Thu Phong Ngô nói, đi, chúng ta cùng đi. Song Song nói, mọi người đều muốn đi, nhưng mà rượu còn chưa kịp uống mà. Thu Phong Ngô gượng cười một tiếng nói Ờ, rượu, chờ chúng tôi một lát sẽ về uống. Chúng tôi đi tìm miếng măng tươi, đem về nướng gà đã. Cao Lập bỗng cười một tiếng, lạnh nhạt nói Ờ, mọi người không cần phải đi, măng đã để trong sân rồi. Giọng nói Quy rất bình tĩnh, bình tĩnh vô cùng. Bình tĩnh thật là đáng sợ. Thu Phong Ngô quay đầu lại, trái tim Quy lập tức trùm xuống bốn người đang chậm chậm bước vào trong sân. Ánh mặt trời sáng lạn, trăm hoa đua nở. Trời đẹp làm sao? Người đầu tiên chậm chậm bước vào, nhìn quanh một vòng, rồi lầm bẩm nói. Chà, nơi này đẹp thật, thật là quá đẹp đấy. Gương mặt người này rất là dài, như là mặt ngựa, mặt mày rỗ chẳng rỗ chịt, trong mắt đầy những tia máu đỏ. Có những người trời sinh ra đã có cái tướng hung tận như vậy, Y là hạng người đó. Trong sân có để một thân cây. Y chậm chậm bước lại ngồi xuống. Xoàn một tiếng, rút một thanh quỳ đầu đao nặng trịch ra. Y bèn cầm thanh quỳ đầu đào cắt móng tay. Thanh quỳ đầu đao nặng 36 cân. Trong tay của Y nhẹ nhàng như là một lá liễu. Cao Lập nhận ra người này. Y tên là Mao Chiến. Trong tổ chức 15 tháng 7 này, kẻ giết người nhiều nhất là Y. Mỗi lần y giết người là làm như phát cuồng lên, gặp phải máu là hoàn toàn phát cuồng lên. Nếu không phải vì y bận đi giết người ở chỗ khác, lần này đi hành thích Bách Lý Trường Thành, nhất định sẽ có y ở trong đó. Người thứ hai chậm chậm bước vào sân, y cũng nhìn quanh một cái, rồi nói à, Nơi này đẹp thật đấy, được chết ở nơi đây, thật là không tệ chút nào. Gương mặt của người này xanh thẫm, nhìn không thấy thịt. Cái mũi như là chim mừng, ánh sáng của y cũng giống như là con diều hầu chuyên môn ăn thịt xác chết. Trong tay của y cầm một thanh táng môn kiếm, kiếm quang cũng như là gương mặt của y, ánh màu xanh thẫm. Y xem ra không hung ác như là mau chiến, nhưng lại âm trầm, âm trầm có lúc còn đáng sợ hơn là hung ác. Trong sân có một cây dùng, y bèn vào sân, Ben nằm dài ra dưới gốc cây Bởi vì y vốn ghét ánh nắng mặt trời Cao Lập không nhận ra y Nhưng mà nhận ra thanh kiếm của y Âm hồn kiếm ma phòng 15 tháng 7 Đã thu nhận gã này từ lâu Không những vậy còn trả giá không ít Dĩ nhiên y đáng đồng tiền lắm Y ít khi mà tùy tiện giết người Thậm chí cũng rất ít khi xuất thủ Nhưng mà những người y muốn giết đều đã vào quan tài. Y giết người không bao giờ muốn có kẻ khác đứng bên cạnh mình, bởi vì có lúc ngay cả Y cũng cảm thấy mình quá tàn bạo. Nếu mình muốn giết người nào, phải giết làm sao cho hắn biến thành quỷ, rồi cũng còn không dám tìm mình trả thù. Người thứ ba cao lớn đến mức có vẻ muốn phì ra, nhưng mà bước chân rất nhẹ nhàng, còn nhẹ hơn cả mèo. Dĩ nhiên Cao Lập nhận ra y người này chính là đình cán y từ từ bước vào trong sân nhìn quanh một vòng nhận nhà nói nơi này thật là đẹp thật là đẹp được nằm đây chờ chết phúc khí thật là không đến nỗi tệ y cũng ngồi xuống cầm cây loan đào tỉa dầu y và mao chiến vốn là tư đảng với nhau cử chỉ của y hữu ý vô ý bắt trước theo mao chiến nếu mà nói người này là có bạn thì người đó phải là mao chiến người thứ tư xem ra rất là văn nhã rất hòa khí gương mặt trắng trèo râu ria cắt xém rất là trình tề sạch sẽ y chấp hai tay sau lưng ung dung bước vào không những mặt mày tươi cười ánh mắt cũng vậy y không nói gì trên người không thấy có đeo vũ khí y xem ra giống như là một gã tú tài đang đi hỏi thăm bạn bè nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô thấy người này bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới chân sông lên. Làm cho người này còn đáng sợ hơn cả Mao Chiến, Ma Phong, Đinh Cán cộng lại nhiều. Bởi vì bọn họ nhận ra y, y chính là thủ lĩnh của tổ chức 15 tháng 7 này, tên là Minh Tú Tài, Tây Môn Ngọc. Cao Lập ở trong tổ chức này đã hơn 3 năm, nhưng mà trước giờ chưa hề thấy y tự mình xuất thủ bao giờ. Nghe nói Y giết người rất chậm, chậm một cách phi thường. Nghe nói có lần y giết một người mà đi cả hai ngày. Nghe nói hai ngày sau người đó đứt hơi rồi, không ai nhận ra được người đó đã từng là một con người. Nhưng mà điều đó dĩ nhiên là bất quá là truyền thuyết, người tin vào đó không nhiều lắm. Bởi vì thật tình y quá văn nhã, quá ra vẻ một tú tài, không những vậy mà còn văn chất lầm ẩn, ôn nhu lễ phép. Một người văn nhã như vậy Làm sao lại đi giết người cho được Hiện tại y còn đang đứng ở trong sân tươi cười Chẳng thấy hối hả Cũng chẳng thấy giận dữ Làm như dù y có đợi đến 3 ngày 3 đêm Cũng chẳng ra sao Nhưng Cao Lập và Thu Phong Ngô đều biết Hiện tại bọn họ đã đến lúc không ra ngoài được rồi Bọn họ nhìn nhau một cái Thu Phong Ngô rón rén rút cây kiếm treo ở trên tường xuống, Cao Lập chậm chậm nắm lấy cây thương ở trong góc phòng. Song Song bỗng đứng lên hỏi, bên ngoài có người lại nữa, có phải Cao Hình mời khách lại uống rượu mừng hay không? Cao Lập cắn chặt hàm răng đáp, "Không, bọn chúng không phải là bạn." "Không phải là bạn thì là gì?" Cường Đạo song song biến sắc mặt, phảng phất như là muốn xỉu xuống. Trong lòng Cao Lập nhói lên một cái, y dịu dàng nói. Đại tượng, đem muội ấy về phòng ngủ một lát đi. Tôi đuổi bọn cường đạo đi ngay bây giờ. Song song hỏi, nhanh vậy sao? Cường Lập gật đầu nói, ờ đúng vậy. Y dáng gắng gượng, không để nước mắt ứa ra. Y chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng mình nói gạt cô. Không chừng, đây cũng là lần cuối cùng thật. Mao Chiến đang cắt móng tay, đinh cán còn đang tỉa dầu. Mà phòng nằm sãi ra dưới gốc cây, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Trong cầm mắt bọn họ, Tiểu Vũ và Cao Lập chỉ bất quá là hai cái xác chết. Nhưng Tây Môn Ngọc đã bước đến, cười thật ôn nhu và thân thiết hỏi các người mấy ngày này khổ cực rồi thu phong ngô cười cười nói à, cũng vẫn còn khỏe à? tây môn ngọc hỏi hôm qua có ngủ ngon không thu phong ngô nói chúng tôi ngủ được lắm ăn cũng rất là ngon tây môn ngọc bật cười nói à, ăn được ngủ được lờ phúc khí rồi lần trước Ta đưa tiền cho hai người, đã tiêu sạch rồi phải không? Ờ, vẫn còn một chút. Dĩ nhiên là còn rồi. Ta có nghe Bách Lý Trường Thành là một kẻ rộng rãi. Đúng vậy, ông ta cho chúng tôi mỗi người 5 vạn lượng. Không ngờ rằng cứu người còn kiếm nhiều tiền hơn cả giết người. Tên môn Ngọc gật gật đầu nói. Điều đó cũng làm cho ta sực tỉnh ra. Sau này chắc là ta cũng phải đổi nghề. Bây giờ thì sao? Hiện tại ta còn muốn giết một vài người miễn phí. Tôi cũng tính giết một người miễn phí đây chứ. Chỉ tiếc là da mặt của hắn quá dày. Tôi cũng khỏi phải phí sức. Người đang nói đình cá nữ. Tôi lấy làm kỳ. Người mặt dày như vậy. Dâu làm sao lại mọc ra được. Y quả là mật dày, vô sỉ thật. Còn giết hai đứa đồng bọn nữa. Ngươi đoán xem, ta phải đối phó với Y ra sao đây? Ta đoán không ra. Ta chuẩn bị thưởng cho Y 500 lượng bạc. Bởi vì dù sao, Y cũng sống sót trở về báo cáo hành tùng của mấy người cho bọn ta biết. Y nhận nhà cười nói tiếp. Ngươi xem, ta thưởng phạt trước giờ. Vẫn là công bình đấy chứ. Thu Phong Ngô nói. Đúng là rất công bình. Tây Môn Ngọc thở ra nói. Ta biết. Ngươi đang tán ngẫu với ta đây. Bất quá là đang định cơ hội giết ta. Trước giờ ta vẫn cho rằng. Ngươi là kẻ giết người giỏi nhất. Vì vậy. Ta rất lấy làm tiếc rẻ cho ngươi. Ông còn biết gì nữa? Ta cũng biết. Các ngươi nhất định sẽ đợi bọn ta ở đây tại sao bởi vì đem theo một người đàn bà dù gì cũng bất tiện lắm mà người đàn bà này lại không thể bỏ được y bỗng nhìn cao lập cười một tiếng hỏi người xem có đúng vậy không cao lập lạnh lùng nói quả là đúng như vậy tây môn ngọc mỉm cười nói đã nghe tàu phu nhân là một vị mỹ nhân tựa tiên thiên từ lâu. sau đó, người không mời ra cùng gặp? Nàng chỉ gặp người, không gặp các người cái thứ... Người cô y bỗng cứng đờ ra, giọng nói trở thành ấm ớ. Bởi vì y đã nghe thấy tiếng chân của song song. Song song đã chập choạng bước ra, đang đứng đó, thờ hồn hển không ngớt. Mỗi cầm mắt bỗng mở lớn ra, làm như bỗng thấy một người có ba cái chân Mao Chiến đột nhiên cười nói Các người thấy chưa? Đây, đây chính là người đàn bà của Cao Lập. Đinh Cán cười lớn nói Sao? Đây là đàn bà sao? Coi giống như là yêu quái. Yêu quái không chật đi đâu được. Mao Chiến nói Nếu coi chịu lấy cái thứ yêu quái này ta tình nguyện làm thầy chùa. đụng đầu ở chết quách đi. Gương mặt của Cao Lập đang nhăn nhúm không thành hình dạng vì đau khổ. Y không dám quay đầu lại nhìn song song. Y bỗng như là một con thú dữ bị thương nhảy vọt ra. Y thả chết, thả chết một ngàn lần, một vạn lần. Cũng không để song song phải chịu cái thứ đả công như vậy. Danh gia đào pháp, kiếm pháp thường thường cho rằng dùng song đào song kiếm là chuyện rất ngụ xuân. Dưới cầm mắt của danh gia thường pháp song thường không thể được coi là loại thường bởi vì võ công cũng giống như là nhiều cái khác trên đời này. Nhiều chưa chắc nhất định đã hay. Một người bàn tay có 7 ngón, chưa chắc điểm huyệt tinh vi hơn người chỉ có 5 ngón tay. Người chân chính dành điểm huyệt, chỉ cần dùng một ngón tay là quá đủ. Nhưng người dùng song đao song kiếm cũng có cái lý của bọn họ. Người ta rõ ràng là có hai tay, tại sao chỉ dùng một loại vũ khí thôi? Bất kỳ đạo lý nào chính xác hơn, hiện tại Nhất định không ai cho rằng Cao Lập buồn cười tí nào. Cập thường quỳ giống như là đầu con rồng, cánh con chim mừng. Y từ dưới trước mặt của Tây Môn Ngọc xông qua, cây thương quỳ bay ra. Cây thương bay ra đó, biểu thần một trận huyết chiến đã bắt đầu khai diễn. Nhưng Thu Phong Ngô còn chưa động đậy, bởi vì Tây Môn Ngọc chưa động đậy, thậm chí còn không để mắt nhìn tới Cao Lập. Ánh mắt Quy đang nhìn chăm chú vào bàn tay của Thu Phong Ngô, bàn tay cầm kiếm. Thu Phong Ngô có thể cảm nhận thấy được lòng bàn tay của mình đang dớm đầy mồ hôi lạnh. Tây Môn Ngọc bỗng cười lớn một tiếng nói. Ta mà là người, hiện tại đã thả cây kiếm đó xuống đất. Thu Phong Ngô nói, là sao? Bởi vì nếu người thả cây kiếm xuống, không chừng còn có cơ hội sống được có cơ hội nhiều hay ít? Không nhiều lắm, nhưng mà ít nhất cũng hay hơn là không có tí cơ hội nào. Thế Cao Lập không có tí cơ hội nào sao? Thường pháp quy không tệ. Trong các tay cao thủ sử dụng thường, y cơ hồ có thể coi là kẻ khá nhất. Ông nói rất là công bình. Ta đã có thấy qua thường pháp của y, cũng có thấy qua cách giết người của y trên đời này không ai hiểu rõ võ công quỳ bằng ta. Tôi biết, ông nhất định là rất chú ý đến ý. Ta cũng rất hiểu mao chiến và đình cán. Ông cho rằng, bọn họ đã đủ sức đối phó với Cao Lập. Hít nhất, cũng không sai nhiều lắm. Còn tôi thì sao? Dĩ nhiên, ta rất là hiểu người ông và Ma Phong đủ sức đối phó với tôi. Tôi môn ngọc mỉm cười nói, hơi nhiều một ít. Ông tính đúng rồi mới lại đây ư? Ừ. Đúng vậy, chi kỳ, chi bỉ, mới bách chiến bách thắng được. Nếu không ở chắc trong tay 9 phần 10, ta đâu có lại đây. Thu phòng ngô bỗng thở ra một hơi thật dài, làm như một người đang nổi lênh đênh trên mặt biển, vừa sắp chết đuối bỗng phát hiện ra đất liền ngay trước mặt. Tề Môn Ngọc chắc trong tay 9 phần 10, rốt cuộc cũng còn tính sai lần này. Y không tính kim khai giáp trong đó. Dĩ nhiên, y nằm mộng cũng không ngờ được rằng oai trấn thiên hạ năm xưa, đại lôi thần lại ở nơi đây. Bất cứ sai lầm nhiều hay ít đều có thể là sai lầm chí mệnh. Lần này y phạm phải lỗi lầm quá thật là chí mệnh. Thu Phong Ngô chậm chậm gật đầu nói ông thật là tính rất chính xác. Bọn các ông bốn người đủ sức đối phó với hai người chúng tôi. Hiện tại bọn họ tuy là chưa thấy kim khai giáp, nhưng bọn họ đã biết lão nhất định sẽ xuất hiện đúng thời điểm. Y cơ hội nhịn không nổi, muốn bật cười lên. Cập thường nhảy múa, loang loáng tia sáng chiếu trên gương mặt Y. Xem ra Y chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng thoải mái như bây giờ. Tây Môn Ngọc nhìn chăm chú vào mặt Y, bỗng cười một tiếng nói Ta biết nơi này còn có một người nữa Ông biết Tôi môn ngọc hứng hờ nói Vì vậy chúng ta đến cũng không chỉ có bốn người Thu phòng ngô thở ra nói Tuy là tôi chưa thấy gì Nhưng mà đại khái cũng nghĩ ra được Đào và Thường đang bay qua bay lại sau lưng nghỉ Cách không quá hai thước đao thương chạm nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng động kinh tâm động phách. Đào phòng lẫm lẫm, thổi bay tung tán cả đầu óc của y. Nhưng gương mặt y, ngay cả một thớ thịt cũng không cử động một mảy may. Thu phòng ngủ không thể không bội phục. Trước giờ y chưa bao giờ gặp qua một người chấn tĩnh như là người này. Y cũng cười một tiếng nói. Còn người nào khác nữa? Có phải ở phía sau nhà chuẩn bị nổi lửa Tây Môn Ngọc nói Đúng vậy Đốt lửa để ngăn chặn đường thoái lui của chúng tôi trước Sau đó bọc lại trước Cùng với các ông giáp hạ công hai bên ở trước sau Hình như người rất là hiểu ta Ồ tôi học nhanh lắm Người đúng là Làm trợ thủ rất đắc lực cho ta Ánh mắt quỳ bỗng di chuyển từ người của Thu Phong Ngô ra người của Song 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 còn đang đứng trước cửa, đứng ở dưới ánh mặt trời. Bàn tay nhỏ bé yếu đuối của cô đang tựa vào khuôn cửa, hình như tùy thời tùy lúc đều có thể ngã xuống. Nhưng cô không hề ngã xuống. Thân hình của cô hình như đã hoàn toàn cưng cứng, gương mặt cô lộ một nét biểu tình không sao hình dung được. Tuy cô chưa ngã xuống, nhưng cả người cô hình như hoàn toàn tan rã ra. Không ai có thể tưởng tượng dược ra cái tư thế với cái biểu tình ấy ra sao? Thu Phong Ngô không ngỡ quay đầu lại nhìn cô. Y bỗng cười một tiếng hỏi. Lửa, đã đốt lên chưa? Tây Môn Ngọc nói. Còn chưa có đốt. Tại sao còn chưa đốt? Người đang lo lắng dùm cho ta hay sao? Tôi sợ bọn họ không biết đốt nhà ấy. Ồ, oh, ai cũng biết đốt nhà. Chỉ có một hạng người không biết. Tây môn ngọc nói Người chết ư ừ. Thu phong ngô bật cười Chính ngày lúc đó Tây môn ngọc đã xông qua bên cạnh y Xông tới chỗ song song Mà phòng nãy giờ đang nằm dưới người dưới gốc cây Cũng đột nhiên bay lên Thanh kiếm xanh thấm bỗng bốc lên một cái Kiếm nhanh tới cổ họng của thu phong ngô Nhưng cũng chính ngày lúc ấy Phía sau mái nhà Bỗng có hai bóng người bay lại Bình lên một tiếng Rơi xuống mặt đất Tôi Môn Ngọc không nhìn hai người này, bởi vì y biết bọn họ đã chết. Y đã nhận ra mình tính sai một nước cờ. Hiện tại mục tiêu của y là Song Song. Y đã nhìn ra tình cảm của Cao Lập đối với Song Song. Chỉ cần bắt được Song Song làm áp lực, trận này dù không thắng được, ít nhất cũng có thể toàn thân thoái lui. Song Song không động đậy, không tránh né, nhưng sau lưng cô bỗng có một người xuất hiện, một người khổng lồ như là một thiên thần kim khai giáp tùy tùy tiền tiện đứng ngay trước khuôn cửa, phảng phất như là không hề có đề phòng gì. Nhưng mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được. Một là đánh lão ngã không phải là một chuyện dễ dàng. Gương mặt của lão cũng không có biểu tình, cầm mắt xám xịt đang lạnh lùng nhìn Tây Môn Ngọc. Lão không hề đưa tay ra chống đỡ, nhưng thân pháp của Tây Môn Ngọc bỗng sựng lại, làm như đụng phải một bức tường đá vô hình nào đấy Lão già một tay không có tí biểu tình, cũng không có tí phòng bị nào. Trên người làm như là có một lực lượng mạnh không thể nào tả Đôi mắt của Tây Môn Ngọc giật lên mấy cái, y nhìn chăm chăm vào lão, nói từng chữ một. Tồn tính của các hạ. Kim Khai Giáp nói. Kim. Kim. Kim là Hoàng Kim y bóng phát hiện cây búa trong tay của lão già cụ tay cả người y tựa hồ như là cứng đờ ra đại lôi thần kim khai giáp nói người không ngờ tây môn ngọc thở ra y cười khổ nói ta đã tính sai rồi đáng lý đáng lý giả. ta không nên lại đây nhưng mà người đã đến hiện tại ta còn đi được hay không không được tây môn ngọc nói ta có thể để lại một bàn tay một bàn tay không đủ người ngươi còn muốn gì nữa muốn cái mạng của người không trao đổi gì được sao không tây môn ngọc thở ra một hơi thật dài nói tốt y bỗng nhiên xuất thù mục tiêu quy vẫn là song song. Bảo vệ một người khác, dù gì cũng khó hơn là bảo vệ chính mình. Không chừng song song mới là nhược điểm duy nhất của Kim Khai Giáp. Kim Khai Giáp không hề bảo vệ cho song song. Lão biết cách phòng thủ tốt nhất là công kích. Lão vung tay ra, cây búa chém tới. Nhát búa rất đơn giản, đơn thuần, không có biến hóa, không có hậu chiều. Nhát búa đó không cần phải dùng đến biến hóa hay là hậu chiêu gì búa chém thẳng xuống chính là chiêu thức đơn giản nhất trong các chiêu thức nhưng chiêu này lại là chiêu đã được luyện qua biết bao nhiêu là trăm ngàn lần biến hóa mới chuyển ngược lại thành đơn giản nhát búa đó đi ngược về chân chất đã tiếp cận với hoàn mỹ không ai có thể hình dung ra được cái thứ kỳ dị trong nhát búa đó cũng không ai có thể hiểu được thậm chí ngay cả tây môn ngọc cũng đều không thể y thấy cây búa chém xuống cảm thấy lưới búa lạnh như băng, bén nhọn cắm vào trong da thịt mình. Lúc y nghe tiếng búa xé gió, đồng thời y cũng nghe thấy tiếng xương cốt của mình đang gãy vụn. Y cơ hồ không thể nào tin được đây là sự thật. Chết, tại sao lại là một chuyện quá hư ảo như vậy? Không có tí đau đớn, không có tí sợ hãi. Y còn chưa kịp nhìn ra cái chết như thế nào, bỗng thiên thần chết đã ôm choàng lấy mình sau đó là một màn đêm đen tối vĩnh viễn không biên giới song song vẫn còn không động đậy nhưng nước mắt từ từ rơi lã chã xuống hai gò má bỗng nhiên lại có một tiếng rú thảm thiết đang lúc mà thu phong ngô cảm thấy ma phong là một kẻ đáng sợ ma phong lại phạm phải một lỗi trí mệnh y vùng kiếm quá cao bụng dưới để lộ một chỗ sờ hở thu phong ngô ngày càng nghĩ cũng không kịp nghĩ lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua bụng của y người của ma phong giật lên trên không một cái như là một con cá đang nằm trên cần câu lúc mà người y rơi xuống máu tươi mới phun ra tấu xào rơi đầy trên người y y chết cũng rất là nhanh mao chiến đã hoàn toàn điên cuồng bởi vì y người thấy mùi máu tanh y điên cuồng như là một con giã thú đói khát thấy con mồi ngon cái thứ điên cuồng đó vốn đã tiếp cận với tử vong y không còn thấy người nào khác y chỉ thấy cao lập còn Đình cán thì đang bước lùi từng bước một y quay người lại và ngẩn người ra thu phong ngô đang đợi y ở đó lạnh lùng nhìn y chăm chăm lạnh lùng hỏi người tính chạy đi đâu Đình cán liến cầm mồi khô khan nói ta đã nói rồi ta còn muốn sống thêm một chút nữa người cũng có nói, vì để sống thêm, chuyện gì người cũng chịu làm. Đúng vậy. Hiện tại, người có thể làm một chuyện cho ta. Ánh mắt của Đinh Cán tràn đầy hy vọng, y lập tức hỏi, chuyện gì? Mao Chiến, có phải là bạn rất thân với người không? Không, ta không có bạn bè. Được, người giết đi, ta không giết người. Đình Cán không nói thêm lời nào, bàn tay y đã vung lên. Ba cây loan đào xẹt qua như điện. Ba cây đầu cắm vào ngực bên trái của ma chiến. Mao chiến giống lên điên cuồng một tiếng, quay phát đầu lại. Y không còn thấy cầu lập, y không còn thấy cây ngân thương đang tung hoành. Ngân thương bỗng ngừng lại. Y nhìn đinh cán chằm chằm, vừa nhìn vừa bước từng bước một. Máu tươi trước ngực không ngớt chảy ra ngoài. Đình cán không còn tí máu nào trên gương mặt. Y thoái lui từng bước một và rú lên. Người, người đừng có trách ta. Dù ta có chết chung với người, cũng chẳng có gì hay họ. Mao chiến cắn chặt răng, máu tươi dị ra bên khóe miệng. Đình cán bỗng kề nhạt nói. Nhưng người, cũng đừng cho ta là ta sợ người. Hiện tại ta muốn giết người, chỉ việc đưa tay lên là xong. Bàn tay của Y lại đưa lên sau đó gương mặt của y bỗng biến thành thê thảm bởi vì hiện tại hai cánh tay của y đã bị người giữ chặt mao chiến còn đang bước từng bước một tới đinh cán không thể nào cử động được không thể nào lùi lại được nữa bàn tay của thu phong ngô như là hai gọng kìm sắt giữ chặt lấy hai cánh tay của y đinh cán mặt mày không còn hình dung y run giọng nói thả ta ra người đã đáp ứng ta người thả ta ra đi mở Thu Phong Ngô hứng hờ nói. Ta có giết người đâu. Nhưng y... Thu phòng Ngô lãnh đạm nói. Nếu y muốn giết người, thì có liên hệ gì đến ta chứ? Đinh Cán bỗng cất tiếng rú thê thảm như là một con giá thú bị lọt vào bẫy. Sau đó, ngay cả tiếng thở cũng không còn nghe thấy gì. Mao Chiến đến trước mặt đi, chậm chậm rút cây loan đào cắm trong người mình ra, chậm chậm đâm vào trong ngực của y. Ba cây loàn đào toàn bộ đâm vào ngực của y rồi. Y còn đang rú thảm thiết. Rú lên rồi ngã gục xuống. Mao Chiến nhìn y ngã xuống. Bỗng quay người. Hướng về tây phòng ngủ. Vái một cái thật lâu. Y chẳng nói một lời. Dùng cây đao trong tay của mình. Cắt đứt cổ họng của mình. Không có ai cử động. Không có chút âm thanh. Máu tươi chậm chậm thấm vào mặt đất đang được ánh mặt trời chiếu lên. Thi thể người chết hình như đang bắt đầu khô quèo lại, song song rốt cuộc ngã ra. Thu Phong Ngô nhìn cô, hình như y đang nhìn một đóa hoa tươi đang từ từ khô héo lại. Ánh mặt trời chiếu lên dài đất rộng mênh mông. Kim khai giáp vùng cây búa lên, chém mạnh xuống đất. Phàng phất như là muốn bao nhiêu điều Bi phẫn phát tiết xuống lòng đất sâu. Mặt đất không lời, không những nó nuôi dưỡng được sinh mạng, nó cũng tiếp thu được tử vong. Hoa tươi đang nở trên mặt đất, cũng không chừng là lúc thi thể đang tan giữa ra dưới lòng đất. Mộ phần đã đào đầu ra đó. Kim khai giáp nhấc thi thể của Tây Môn Ngọc lên, đẩy xuống huyệt. Nơi sung sướng và hy vọng của một người có dễ dàng bị chôn đi như vậy hay không? Lão chỉ biết rằng bao nhiêu sung sướng và hy vọng của song song đã bị chôn đi Hiện tại, lão chỉ còn lấy mắt nhìn nó đang tan rã ra dưới lòng đất. Lão đoạt đi một sinh mạng, có lúc ngược lại còn nhân từ hơn là đoạt đi hy vọng của người đó chút xíu. Thật tình là lão không dám tưởng tượng ra, một người đã hoàn toàn mất đi hy vọng, làm sao còn sống gì được nữa. Chính lão còn sống đầy, bởi vì tuy lão không còn sung sướng, nhưng mà lão còn hy vọng. Còn song song, trước giờ lão chưa hề rời lại, tuyệt không hề nhưng mà chỉ cần nghĩ đến gương mặt vốn đầy vẻ sung sướng và tự tôn trong lòng của lão như là bị kim châm chích. hiện tại lão chỉ hy vọng hai gã trẻ tuổi kia có thể an ủi được cô có thể làm cô vẫn tiếp tục sống riêng lão lão đã quá già an ủi đàn bà là chuyện của thanh niên già rồi chỉ có thể đào mộ cho người chết lão bước lại khom lưng nhấc thi thể của Ma Phong lên. Thi thể của Ma Phong bỗng nhiên sống lại. Ma Phong còn chưa chết. Bụng không phải là bộ phận yếu hại. Đa số người bị đâm thủng bụng vẫn còn sống nhăn. Cho rằng bụng là chỗ yếu hại của con người. Chỉ bất quá là một cảm giác sai lầm. Ma Phong lợi dụng cái cảm giác sai lầm đó. Cố ý chịu thu phong ngô đâm một kiếm. Kim khai giáp vừa nhấc người y lên thanh kiếm của y đã đâm sâu vào lưng của lão ngập tới chuôi kiếm còn cắm trên lưng của kim khai giáp mà ma phong thì đã trốn mất y chụp lấy cơ hội tốt nhất để chạy trốn bởi vì y biết cao phong và thu phong ngô nhất định sẽ tìm cách cứu người trước rồi mới đuổi người sau vì vậy y không muốn cho kim khai giáp chết ngay lúc mà cao lập và thu phong ngô chạy ra kim khai giáp đã ngã gục xuống Hiện tại lão đang nằm ngửa trên lân trời, vừa thở vừa la không ngớt. Song song, song song ra rào rồi. Hiện tại lão vẫn còn quan tâm đến người khác. Cao Lập dáng đèn nén lại nỗi bi thương trong lòng, y nói. Cô ấy người yếu lắm, còn chưa tỉnh lại. Kim Khai Giáp nói, người phải để cho cô ta ngủ một lát, đợi lúc cô ta tỉnh lại, nói lại ta đã đi rồi. Lão họ kinh liệt một hồi, lại nói tiếp. Người phải nhất định, không nói cho cô ta biết, ta đã chết. Nhất định không được. Cao Lập nói, ông còn chưa chết, ông nhất định là chưa chết được. Kim Khai Giáp gượng cười lên một tiếng, lão nói, chết cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Các người cần gì phải làm ra vẻ như vậy làm ta khó chịu quá thu phong ngô cũng gượng cười một tiếng y muốn nói vài câu gì đó mà lại nói không ra lời kim khai giáp nói hiện tại các người nhất định đừng ở lại đây nữa càng đi màu chừng nào càng tốt thu phong ngô nói vâng kim khai giáp lại nói cao lập Nhất định phải đem song song theo Thu Phong Ngô nói Ông an lòng đi thôi Nhất định không bỏ song song đâu Ta cũng hy vọng Người đáp ứng cho ta một chuyện Chuyện gì? Về nhà Ta muốn người về nhà Tại sao lại muốn tôi về nhà? Kim Khai Giáp thờ hồn hẹn nói người về nhà, bọn họ nhất định sẽ không còn tìm ra người nữa. Bởi vì không ai ngờ rằng, người là thiếu trang chủ của khổng tước Sơn Trang. Thu Phong Ngô nói, nhưng mà bọn họ không tìm ra người, cũng sẽ không tìm ra Cao Lập. Vì vậy, vì Cao Lập, người nên về nhà. Thu Phong Ngô trầm ngâm một hồi lâu Bông nói, tôi có thể đem bọn họ về một lượt không? Không được. Tại sao? Khổng tước Sơn Trang, có nhiều người, nhiều miệng, thấy người đem hai người này về. Tin tức, sớm muộn gì, cũng sẽ lọt ra ngoài. Tôi không tin, bọn họ sám tìm lại khổng tước Sơn Trang thật. Ta biết người không sợ phiền phức nhưng ta cũng biết tính khí của cao lập lão lại hòa lên một chập rồi nói tiếp y vốn là người không muốn làm phiền bạn bè bao giờ nếu người quả thật là bạn của y người nên để y đem song song đi một nơi nào đó an tĩnh sống nửa đời còn lại nhưng y ý... nếu y đến khổng tước sơn trang thật các người nhất định sẽ hối hận không kịp. Tại sao? Người không cần phải hỏi ta tại sao, người nhất định phải tin vào ta. Lão chập choạng, ngay cả thở dốc cũng không cách nào thở được nữa. Một hồi thật lâu mới nói từng tiếng một. Nếu người không đáp ứng ta, ta chết không nhắm mắt. Thu Phong Ngô nắm chặt lấy tay y nói: "Được, tôi đáp ứng ông. Chỉ trừ khi ông còn sống, chúng tôi mới đối phó với Thanh Long hội." Y cắn răng rồi nói tiếp: "Chỉ có ngày nào Thanh Long hội bị tan rã, chúng ta mới sống yên ổn được." Kim Khai Giáp nói: "Các người sẽ giống rất yên lành mà thôi, không cần đến ta." lão lại gượng cười lên một tiếng nói tiếp người phải nhớ lấy trò kỹ muốn đánh tan thanh lòng hội nhất định không phải là chuyện của một người ngay cả chủ nhân khổng tước linh cũng không thể thu phong ngô nói ông ta lại càng không được muốn dẹp thanh lòng hội phải nhớ kỹ lấy bốn chữ là bốn chữ gì? Đồng tâm hiệp lực. Bốn chữ ấy cũng chính là lời dấu hấn cuối cùng của một ghẻ tung hoành một thời trong võ lâm. Chính ông ta đã qua lại một mình, tung hoành thiên hạ. Nhưng đến lúc lâm tử, những gì dặn dò lại là bốn chữ đó. Bởi vì bây giờ lão ta mới chân chính hiểu rằng, trên đời này tuyệt đối không có một lực lượng nào có thể bị lại với đồng tâm hiệp lực hiện tại lão ta đã nói hết những lời lão muốn nói. Lão biết cái chết của lão cũng đáng giá trị. Muốn sống cho đáng đau khó rồi, muốn chết cho đáng lại càng không dễ dàng gì. Hoàng hôn, ánh tịch dương từ ngoài song chiếu vào, chiếu tới góc nhà. Hai con chuột bò ra từ trong góc, dáng đi bẹ bẹ, bởi vì chúng ngỡ trong nhà không có người. Trong nhà có người, có ba người. Cao Lập và Thu Phong Ngô đứng thẳng người ở đầu giường, nhìn song song hình như là còn đang ngủ say. Mấy con chuột chạy qua dưới chân bọn họ, rồi lại chạy lại. Bọn họ không động đậy, cũng không ngồi xuống. Bọn họ hình như đang trừng phản mình. Bao nhiêu bất hạnh, không phải là đều do bọn họ hai người tạo nên hay sao. Nhìn bùn đất đang dần dần phủ lấp thi thể của kim khai giáp bọn họ không hề rơi nước mắt bởi vì bọn họ đã nhớ kỹ lấy lời của kim khai giáp chết cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm đúng vậy bởi vì có những người tuy đã chết rồi tinh thần của họ vĩnh viễn còn sống ở đó sống trong tâm tưởng của người khác vì vậy chết không phải là thống khổ thống khổ là những người còn sống đấy hiện tại bọn họ nhìn song song nước mắt ngược lại muốn chảy ra Song Song đã tỉnh lại. Cô vừa tỉnh lại đã lập tức gọi tên Cao Lập lên. Cao Lập cầm ngay lấy cổ tay cô, dịu dàng nói: "Huynh đang ở đây, nãy giờ huynh vẫn ở đây." Song Song nói: "Muội biết, muội biết huynh nhất định không bỏ muội một mình ở đây." "Huynh, huynh còn muốn muội biết một chuyện." "Muội đã biết rồi." gương mặt cô bỗng lộ một nụ cười tươi như hoa cô nói tiếp muội biết huynh muốn nói cho muội biết muội là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này những người kia nói gì đều là chọc cho mùi giận lên thế thôi cao lập nói bọn chúng không phải là con người nói chuyện không ra một con người muội biết cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt cao lập gương mặt cô lộ đầy vẻ ôn nhu và yêu thương Cô nhỏ nhẹ nói tiếp. Muội cũng biết huynh sợ muội lo lắng. Thật ra muội đã biết muội là người như thế nào từ lâu rồi, không cần bọn họ nói cho muội biết. Trái tim của Cao Lập bỗng thoát lại, y gượng cười nói, những lời bọn họ nói không có câu nào là thật đâu. Song song dịu dàng nói, "Huynh nghĩ muội vẫn là một đứa bé hay sao?" "Huynh nghĩ" ngụy không biết những lời người khác nói là thật hay giả hay sao cao lập chỉ thấy trái tim của mình càng lúc càng chìm xuống chìm xuống đáy sâu song song nói nhưng mà huynh đừng sợ muội đau lòng càng đừng đau lòng cho muội bởi vì đã lâu lắm rồi muội biết mình là một đứa mù xấu xí quái dị giọng của cô vẫn rất là bình tĩnh gương mặt của cô không hề lộ vẻ bi thương hay là tự thân thương mình cô nhỏ nhẹ nói tiếp lúc đầu muội cũng đau khổ lắm thương tâm lắm nhưng rồi sau đó muội cũng đã hiểu ra mỗi người đều có một mệnh vận của mình vì vậy mỗi người nên chấp nhận số mận của mình tiếp tục sống mà thôi cô vỗ về khuôn mặt của cao lập giọng nói càng ôn nhu tuy là muội xấu hơn người ta nhưng mà muội không oán trời oán người bởi vì muội còn may mắn hơn biết bao nhiêu người không những muội có cha mẹ nhân tử, muội còn có huynh nữa. Thu Phong Ngô đứng bên lắng tai nghe, nghẹn ngào trong cổ họng. Lúc y nhìn lại song song, ánh mắt không còn vẻ thương hại, đồng tình mà ngược lại, đầy vẻ khâm phục và tôn kính. Thật tình y không thể nào ngờ được, trong cái thân xác xấu xí yếu đuối kia, lại có một tấm lòng kiên cường vĩ đại đến vậy. Cao Lập buồn bã nói, Muội đã viết vậy, tại sao không nói ra song song nói muội làm vậy là vì huynh vì huynh muội biết huynh rất là tốt với muội muội hy vọng huynh ở nơi đây sẽ được sung sướng nếu mà muội nói ra huynh sẽ đau lòng vì muội mà đau lòng không chịu được cô nhẹ nhẹ thở ra một tiếng nói huynh đã đối với muội như vậy sao muội nỡ làm cho huynh đau lòng được Cao Lập nhìn cô, nước mắt rời lãi cha xuống. Y bỗng phát hiện ra mình mới là kẻ yếu đuối, ích kỷ trong hai người. Y chiếu cố cho cô, bảo vệ cho cô, không chừng chỉ vì muốn làm cho mình sung sướng, vì muốn cho mình có cơ hội chuộc tội, vì muốn cho thâm tâm của mình được bình an. Y cứ mãi hy vọng sẽ mãi mãi trong tiếng cười của cô, tẩy sạch được máu tanh trên bàn tay của mình. Y vẫn mãi tránh né, trốn tránh người khác, trốn tránh chính mình, trốn tránh cái cảm giác tội lỗi. Chỉ ở nơi này có cô, y mới được bình an trong giây phút. Song song dịu dàng nói, vì vậy, huynh mong muội đừng đau lòng cho muội, bởi vì chính muội chưa bao giờ đau lòng về mình, chỉ cần chúng ta bên nhau thật lòng sung sướng, dù muội có đẹp xấu cũng không sao đâu. Những lời đó đáng lý ra phải là y nói, nhưng chính cô lại mở miệng nói. Y bỗng phát hiện ra mấy năm nay cô là người đã chiếu cố bảo vệ cho y nếu không có cô không chừng y đã phát điên lên đầu vỡ tung đầu não ra song song tiếp tục nói hiện tại huynh có hiểu ý muội chưa cao lập không nói gì nữa y quỳ xuống thanh tâm y quỳ xuống thu phong ngô nhìn bọn họ nước mắt nóng hổi ứa ra rơi xuống hai bên gò má y cũng đã phát hiện ra một chuyện Ông trời mãi mãi là kẻ công bằng. Tuy ông ta không cho song song một thân xác mỹ lệ, nhưng lại cho cô ta một tâm hồn mỹ lệ. Ngôi mộ mới, thật ra đấy không phải là mộ. Đất đã được nện chặt. Không những vậy, cỏ còn được đem từ nơi xa lại phủ lên. Hiện tại không có ai có thể nhìn ra dưới miếng đất này đã chôn thi thể một vị đại hiệp cả một thời. Đây là ý kiến của Cao Lập và Thu Phong Ngô cùng bàn với nhau. Bọn họ không muốn có ai lại quấy nhiễu anh hồn của ông. Không có mộ bài, mộ bài ở trong lòng bọn họ. Ông ta không phải là thần, ông ta là con người. Một con người vĩ đại, một người bạn vĩ đại. Một thần võ công kinh thiên động địa của ông ta, không chừng người ta sẽ quên đi. Nhưng mà những chuyện ông ta đã làm cho họ, nhất định sẽ vĩnh viễn ở trong lòng họ hoàng hồn, họ lại đem rượu lại nơi đây. Nguyên một thùng rượu lớn. Bọn họ thay phiên nhau uống thùng rượu, sau đó phần còn lại đem dưới hết lên mảnh đất. Cao Lập và Song Song sánh vai quỳ xuống. Đây là rượu mừng của chúng tôi. Tôi biết, ông vẫn muốn được dịp uống ly rượu mừng của chúng tôi. Tôi nhất định sẽ đem nàng đi, chiếu cố cho nàng trọn đời. Dù đi đến đâu, cũng sẽ không rời nàng. Tôi nhất định sẽ cho nàng sống sung sướng mãi mãi. Bọn họ biết ông ta nhất định là mong bọn họ còn sống mãi. Trên đời này không có chuyện gì khác hơn để tỏ lòng thành tâm và tôn kính của họ đối với người đã chết. Sau đó song song bèn rón rén bước qua một bên để hai người bạn đồng sinh tử hoàn nạn nói lời tì biệt. Chiều về càng đậm, chim bay về tổ cất tiếng kêu bi ai dường hồ như là đang thương tiếc kiếp người phải chia lìa. Thu Phong Ngô nhìn Cao Lập, Cao Lập nhìn Thu Phong Ngô. Trên đời này có ngôn từ nào có thể nói lên được tình cảnh biệt ly? Không biết là trải qua bao lâu, Thu Phong Ngô rốt cuộc gượng cười lên một tiếng nói. Huynh có biết tôi là một người có bao nhiêu phúc đức hay không? Cao Lập cũng gượng cười một tiếng nói. Tôi biết thu phong ngô nói hiện tại huỳnh không cần tôi phải đi với huỳnh nữa huỳnh muốn về nhà tôi đã hứa rồi tôi phải về tôi hiểu thế còn hai người thì tôi cũng đã hứa chúng tôi nhất định sẽ sống mãi với nhau vậy hai người tính đi đâu trời đất lớn bao nhiêu Chúng tôi sẽ có nơi để ở. Nhưng mà bất kể hai người ở đâu, nhất định phải đến tìm tôi. Nhất định rồi. Đem cô ấy đến cùng với Huỳnh nha. Dĩ nhiên rồi. Thu phòng ngộ bỗng thỏa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Cao Lập. Y nói, tôi còn muốn Huỳnh hứa với tôi một chuyện. Huỳnh nói đi. Sau này, Bất kể huynh có chuyện gì khó khăn, huynh nhất định phải tới tìm tôi. Màn đêm đã buông xuống, cái bóng ốm yếu đơn độc của Thu Phong Ngô rốt cuộc đã biến vào màn đêm. Cao Lập ôm nhẹ lấy Song Song, y cảm thấy trong lòng vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Song Song dịu dàng nói: "Huynh thật là một người có phúc." Cao Lập gật gật đầu, Song Song nói: "Rất ít người kết được một người bạn như vậy." cao lập cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên tóc của cô, dịu dàng nói: "Cũng rất ít người lấy được một người vợ như muội." Y quả thật rất hạnh phúc, y có một người bạn tốt và có một người vợ hiền. Đối với bất cứ một người nào, bao nhiêu đó là quá đủ. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Quy lại tràn đầy những bi thương và sợ hãi, một thứ bi thương và sợ hãi hướng tới tương lai vô định. Bởi vì thật tình y không nắm chắc được mình có sống được sung sướng mãi mãi hay không. Song song ngẩng đầu lên, cô bỗng hỏi y, có phải huynh đang sợ hay không? Cao Lập gượng cười nói, <cười> "Huynh sợ, sợ gì chứ?" "Sợ chúng ta sẽ không sống được sung sướng mãi mãi, sợ những người đó sẽ lại tìm nữa, sợ chúng ta không biết mình sẽ sống ra sao." cao lập trầm mặc y trước giờ rất hiểu sinh hoạt là một gánh nặng không thể đo lường song song nói thật ra huynh không nên sợ gì một người chỉ cần có quyết tâm thì thế nào cũng có cách để sinh sống nhưng mà muội không sợ khổ chỉ cần ở bên huynh dù có chút khổ xíu cũng là sung sướng mà thôi nhưng mà huynh muốn chăm sóc cho muội Huynh muốn muội sống sung sướng Sống như thế nào mới là sung sướng đây Cao Lập không trả lời Y cũng không biết nên trả lời như thế nào Song song nói Ăn được ngon Mặc được đẹp Cũng chẳng phải là sống sung sướng gì Quan trọng nhất là xem lòng mình có sung sướng hay không Chỉ cần trong lòng mình sung sướng Chuyện khác muội chẳng màng Gương mặt ôn nhu của cô đượm một vẻ dũng cảm quyết tâm Không sao mà tả được Cao Lập chậm chậm ướn ngược lên Nắm lấy tay cô Trong lòng quỳ bỗng nhiên tràn đầy dũng khí và quyết tâm Y biết hiện tại trên đời này Không có chuyện gì có thể làm cho Y bị thương và sợ hãi được nữa Bởi vì Y không còn một mình Không còn một mình Chỉ có những người chân chính cô độc Mới biết được đây